quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Nhắn tin cho idol ngoại quốc, nam em hứng đá tảng trong khi Miu Lê được khen hết lời. Miu Lê được khen dễ thương khi xin Justin Bieber ship áo cho mình. Trong khi đó, nam em khiến dân mạng phẫn nộ bởi gửi ảnh tạo dáng phản cảm tới Lee Min Ho. Không chỉ là ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt, mỗi lần xuất hiện Miu Lê còn khiến người hâm mộ cười té ghế trước những trò nhay. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây sốt khi khoe đoạn trò chuyện với ngôi sao quốc tế Justin Bieber. Qua đoạn chat có thể thấy Miu Lê nhắn tin cho Justin Bieber bằng tiếng Việt với mục đích xin áo. Thậm chí cô không quên nhờ nam ca sĩ giao hàng về, còn phố Ngô Tức Tố giúp mình. Anh ơi, anh cho em xin một chiếc áo real màu vàng size M nha, anh ship về Ngô Tức Tố giúp em nhé, Miu Lê viết, nhắn tin cho thần tượng nhưng không nhận được hồi âm. Giọng ca em yêu anh tiếp tục mượn lời bài hát để bày tỏ nỗi lòng của mình. Người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim. Những tưởng sự im lặng của Justin Bieber sẽ khiến cô nàng tảng tò, nhưng trái lại Miu Lê vô cùng hào hứng và công khai tin nhắn này trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ không ngừng gọi tên Justin cùng những lời trách móc. Cứ xốn xa xốn sang lo đám cưới đám hỏi, nhanh nhanh ship áo cho em đi. Ngay khi đăng tải, hình ảnh của Miu Lê nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Phần đông người hâm mộ không khỏi bật cười trước khả năng tấu hài cũng như sự lém lỉnh lầy lội của nữ ca sĩ. Đến chiều với bà này rồi, hết John Duy Khánh giờ chuyển sang cả ngôi sao quốc tế luôn. Không biết tiếp đến là ai. Dễ thương quá Miu ơi, cứ lầy lội tương tự như thế này nhé. Không biết sắp tới bà còn chọc thêm ai nữa đây, là những bình luận từ cư dân mạng. Nếu như Miu Lê nhận được lời khen dễ thương đáng yêu cho hành động của mình, nam em lại bị phản ứng ngược khi gửi ảnh cho Mỹ Nam Hàn Quốc Lee Min Ho. Nam em gửi ảnh phản cảm tới tài khoản được cho là của Lee Min Ho. Cụ thể vào tháng 1 2019, nam em gây sốc khi gửi ảnh tạo dáng phản cảm tới tài khoản Instagram được cho là của Lee Min Ho trong ảnh người đẹp đang quỳ trên mặt đất, áo quần xộc xệch khi thực hiện một động tác yoga. Sau khi hỏi vu vơ anh ở đâu, nam em liên tục nhắn tin hello hello trong cuộc chat vì không được Lee Min Ho hồi đáp. Đoạn tin nhắn hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 gửi tới Mỹ Nam Hàn Quốc lập tức gây nên tranh cãi trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của nam em lố lăng và mong người đẹp miền Tây hãy buông tha cho oppa của họ, đừng làm phiền bằng những tin nhắn vô bổ. Tuy nhiên, số khác tin ý phát hiện ra tài khoản mạng Lee Min Ho 87 được nam em nhắn tin là giả mạo. Lúc này, nhiều người lại bật cười vì tâm tư luyến thương của cô nàng đã gửi nhầm địa chỉ.